Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 15, At the Dining Table. Và chúng ta vào lesson 2 nhé. Trong bài này các bạn tiếp tục được học về đồ ăn và đồ uống. Chúng ta có bread, bánh mì, milk, sữa. What would you like to eat? Bạn muốn ăn cái gì? Cháu muốn ăn cái gì? I like some bread, please. Tôi muốn, cháu muốn ăn ít bánh mì. What would you like to drink? Cháu muốn uống gì? I like some milk, please. Cháu muốn uống sữa. Vậy trong bài này các bạn học được mẫu câu là eat là ăn, drink là uống, bread, bánh mì, milk là sữa. Và chúng ta có chicken, thịt gà, water là nước, milk, sữa, egg, trứng. Rồi chúng ta, mẫu câu của chúng ta, chicken, water, milk, trứng. Và mẫu câu là what would you like to eat, what would you like to drink, nhá, hai mẫu câu. Rồi chúng ta viết từ mới vào trong vở. Unit 15, lesson 2. Unit 15, lesson 2. Trong bài này các bạn học eat là ăn, drink là uống. Drink, uống. Chúng ta có bread, bánh mì. Bread, bánh mì. Milk, sữa. Water, nước. Chicken, thịt gà. Trứng nữa ha. Trứng. Trứng. Và mẫu câu của chúng ta, các bạn cần phải ghi mẫu câu hỏi bạn muốn ăn gì. What you like to eat, bạn muốn ăn gì? Bạn muốn ăn gì? What would you like to eat? What would you like to eat, bạn muốn ăn cái gì? I like some bread, please. Tôi muốn ăn một ít bánh mì. Mẫu câu thứ hai, what would you like to drink? I would like some milk, please. Và chữ please là sao thì nó có ý là lịch sự hơn đấy. What would you like to eat? What would you like to drink? Đồ uống thì chúng ta phải say drink. Đồ ăn thì say eat nhá. Rồi đọc lại bài này. Unit 15, lesson 2. Eat, drink, bread, milk, water, chicken, eggs. What would you like to eat? I like some bread, please. What would you like to drink? I like some milk, please. Và chúng ta phải bài học này. Quay trở lại phần activity 1, nghe và đọc theo. Page 32, lesson 2, activity 1. Look, listen, and repeat. A. What would you like to eat? I'd like some bread, please. B. What would you like to drink? I'd like some milk, please. What would you like to eat? Bạn muốn ăn cái gì? I like some bread, please. Tôi muốn ăn bánh mì. What would you like to drink? Bạn muốn uống cái gì? I like some milk, please. Tôi muốn uống sữa. Rồi, chúng ta quay sang cái bài tiếp theo, activity 2. Rồi, chúng ta có water là nước này. Water, trứng nè, egg, sữa nè, milk, chicken này. Đọc nha. A.
Eggs. 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 Chicken. 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 Water. 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 Milk. 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 What would you like to eat? I'd like some egg, please. What would you like to eat? I'd like some chicken, please. What would you like to drink? I'd like some water, please. What would you like to drink? I'd like some milk, please. Thế đó là mẫu câu của ta nhé. Rồi qua phần 3 let's talk này. Cô này có hỏi là what would you like to eat? Đây là chicken hay thịt gà. What would you like to eat? I would like some chicken. What would you like to eat? I would like some egg. What would you like to eat? I would like some milk. What would you like to eat? What would you like to drink? I would like some milk. What would you like to drink? I would like some water. Bài số 4 là bài nghe. Nghe và đánh số. Page 33. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. What would you like to eat? What would you like to eat? I'd like some beans, please. Beans đậu nào cơ nhé. 2. Would you like some meat? Yes, please. 3. What would you like to drink? I'd like some milk, please. 4. Would you like some water? Yes, please. I like some bread, please. I like some chicken, please. What would you like to eat? I like some egg, please. What would you like to drink? I like some honey. Honey? No. Orange juice, please. Biết đúng hay sai nữa. Hình của mình lậu quá. Oh my god. Cái này là cái gì ta? Cái gì đấy? Choose. Mình biết choose thôi. Choose please. Nè, choose. Rồi, qua bài tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng chơi nè. Chúng ta có cái gì? Chicken. Rice. Egg, bean, bread, đồ uống và có cái gì? Milk, water, juice, milk, water, juice. Rồi, bài của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Goodbye, see you later.